Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại thì Nhật An đang có mặt tại 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trụ sở Mắt Hôn tại miền Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị hoàn toàn có thể ghé đến đây để có thể gặp gỡ trực tiếp kiến trúc sư cũng như là tham quan về showroom nội thất của chúng tôi. Hiện tại thì An đã có mặt tại tầng 3 ha. Và như quý vị thấy là xung quanh Nhật An thì chúng tôi sẽ trưng bày một số những cái mẫu nội thất. Ví dụ là ở đây là có một cái kệ tủ bếp được thiết kế là hình chữ Y nha quý vị. Vị trí ở phía trước của An thì đây là một mẫu bàn đảo, cũng như là phía bên này thì sẽ có một mẫu bàn ăn để quý vị cũng có thể tham khảo cho ngôi nhà của mình. Còn phía ở đây chúng tôi cũng đặt đó chính là có một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Thì chắc chắn rằng nếu mà ai đã theo dõi nhiều video của Mắt Hôn thì rất là quen thuộc bộ hồ sơ này đúng không nè. Đó chính là bộ hồ sơ mà nó có đầy đủ tất cả các thông tin từ là mặt bằng ha, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết liên quan đến điện nước nè, kết cấu nè, vân vân, để mà gia chủ có thể nắm được. Và nếu như quý vị chúng ta ký kết hợp đồng thiết kế với Mắt Hôn thì chắc chắn là trên tay mình sẽ sở hữu cái bộ hồ sơ này nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mắt Hôn. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắt Hôn có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắt Hôn vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắt Hôn đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt Hôn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt Hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mắt Hôn. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình anh Lê Nhật Trường ở Tân Hưng Đông, cái nước Cà Mau. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn nhé. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, kèm vào đó là tư vấn phong thủy trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 0964458888, 0828133333, 0924099999. Quý vị hoàn toàn hãy gọi số hotline này để nhân viên chúng tôi hỗ trợ và tư vấn. Lưu ý là quý vị phải gọi chính xác những số hotline mà An vừa đọc, bởi vì bây giờ cũng đang có một số những đơn vị đang giả mạo về Mắt Hôn để trục lợi lừa đảo với khách hàng. Cho nên là quý vị lưu ý là gọi trực tiếp những số hotline của chúng tôi nhé. Hoặc quý vị có thể truy cập website chúng tôi là mắthom.vn, chọn vào mục nhận tư vấn làm nhà này, điền họ và tên, số điện thoại, chọn hạng mục cần tư vấn, nhập mô tả nhu cầu quý vị và ấn vào yêu cầu tư vấn ở đây thì nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn nhé. Hiện tại chúng tôi đang có chương trình đó chính là duy nhất trong tháng này ưu đãi 80.000 trên 1 mét vuông khi ký hợp đồng thiết kế online. Còn đây là bản báo giá gói thiết kế thông thường của chúng tôi. Gói kiến trúc là 120.000 đồng trên 1 mét vuông, gói nội thất 150.000 đồng trên 1 mét vuông, gói VIP 200.000 đồng trên 1 mét vuông, gói cao cấp phong thủy chuyên sâu là 350.000 đồng trên 1 mét vuông nhé. Trên website của mắthomgroup.vn thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu quý vị đó chính là các vật liệu của Mắt Hôn này, ví dụ là sơn một bả, thiết bị vệ sinh, đèn led, cửa vân vân, rồi giới thiệu nè trụ sở công ty, rồi liên quan đến phong thủy của Mắt Hôn nữa. Quý vị có thể ghé đến những trụ sở của chúng tôi để được hỗ trợ nha quý vị. Hiện tại thì chúng tôi đã có trụ sở trên khắp cả ba miền của đất nước. Miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Nam trụ sở chính là 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Còn miền Trung số địa chỉ là 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tây Nguyên là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Ở Bình Dương là 578H/8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Còn trụ sở Mắt Hôn miền Tây là L2701, khu dân cư Ngân Thuận, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nhé.
trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay thì đầu tiên tôi sẽ mời quý vị chúng ta xem qua đó chính là 3D ngoại thất ở bên ngoài của công trình này trước. Nhìn tổng quan từ bên ngoài thì quý vị sẽ thấy đây sẽ là một công trình nhà vườn được thiết kế mái thái. Phong cách công trình này thì kết hợp giữa phong cách tân cổ điển và hiện đại luôn nha quý vị. Đây là một mẫu nhà mà tôi nghĩ là cũng rất là được nhiều gia chủ yêu thích trong thời gian vừa qua. Đầu tiên thì quan sát công trình này, quý vị thấy là phần mái thái bên trên nó rất là nổi bật đúng không nào? Mái thái thì luôn được đánh giá cao bởi vì nó có rất nhiều ưu điểm quý vị. Thứ nhất về cái độ gọi là ấn tượng đi thì chắc chắn rồi mái thái nó rất là cao, cho nên là lúc nào thì nhìn vào nó chúng ta cũng sẽ thấy là nó nổi bật hơn so với những công trình lân cận. Quý vị cứ để ý nếu mà cũng là nhà một tầng nhưng mà khi chúng ta xây mái thái thì đi từ xa là gần như là ai cũng sẽ chú ý đến cái phần mái thái rồi bởi vì nó rất là cao ha. Thứ hai liên quan đến công năng thì nhờ vào độ dốc cao cho nên mái thái chống nóng và chống dột nước mưa rất tốt. Còn thứ ba liên quan đến phong thủy thì mái thái sẽ giúp tránh được hiện tượng tích tụ hung khí cho công trình. Cho nên là từ đó sẽ giúp công trình của quý vị sẽ thuận lợi hơn về việc ví dụ là chúng ta sinh hoạt, nè học tập nè ha. Thì tất cả mọi thứ nếu mà liên quan đến phong thủy thì nó sẽ tốt hơn. Đó là về những ưu điểm của mái thái. Về các vật liệu ốp lát thì ở đây chúng tôi sẽ ốp ngót Rayon kết hợp với viền kè hợp kim siêu nhẹ cho phần mái thái như thế này. Đương nhiên khi mà có rất nhiều ưu điểm thì cũng sẽ có khuyết điểm của mái thái. Khuyết điểm em nghĩ là nếu mà so sánh với mái Nhật thì khuyết điểm của mái thái đó chính là nó sẽ tốn kém mặt chi phí hơn. Quý vị thấy nó càng cao thì chắc chắn là quá trình thi công nó phức tạp hơn, thời gian thi công lâu hơn, từ đó dẫn đến là chi phí sẽ đụng hơn. Nhưng mà em nghĩ rằng khi mà một gia chủ đã quyết định là đầu tư phần mái thái công trình của mình thì cũng đã chuẩn bị về mặt chi phí rồi. Còn cụ thể thì chi phí như thế nào, tôi sẽ mời quý vị xem bản báo giá thi công trọn gói miền Nam. Bởi vì công trình này được xây dựng ở Cà Mau cho nên là chúng ta sẽ xem qua bản báo giá này nhé. Về phần mái nè thì chúng ta sử dụng ngót Rayon kết hợp viền kè hợp kim siêu nhẹ. Viền kè siêu nhẹ đảm bảo trọng lượng và kết cấu bền chắc cho mái. Ngói được lợp chính xác được bản vẽ và được cố định bằng vách chuyên dụng. Đơn giá là 680.000 đồng cho 1m2. Tiếp theo tôi sẽ nói đến đó là phương diện màu sắc của công trình. Quý vị thấy là công trình này thì sẽ được phối theo những tông màu, đó chính là đa phần tường sơn bên dưới sẽ là tông màu trắng. Ở đây thì kết hợp thêm là tông màu ghi nha quý vị. Nói chung là những tông màu trung tính giúp cho công trình có cái vẻ đẹp nó hài hòa, không nghiêng về lạnh, không nghiêng về nóng. Và gam màu trung tính cũng là những gam màu không bao giờ lỗi thời theo thời gian. Quý vị thấy là thường người ta gọi là màu đen, màu trắng, màu xám là những gam màu cơ bản đúng không nào? Gần như là lúc nào khi mà quý vị sử dụng nó thì nó đều sẽ hợp thời. Ví dụ là bây giờ hoặc là từ lúc xưa, quý vị nhìn là những công trình lúc trước đi, những công trình có giá trị lịch sử cao thì ví dụ là những gam màu trắng thì người ta vẫn sử dụng đến bây giờ, chúng ta vẫn thấy đẹp. Thì sau này cũng vậy, nếu như công trình này chúng ta sử dụng rất là lâu thì em cho là 5-10 năm nữa chúng ta nhìn lại vẫn thấy đẹp nha quý vị. Tiếp theo thì tôi sẽ nói đến đó chính là về hệ thống cửa của công trình. Quý vị nhìn sẽ thấy là 100% hệ thống cửa công trình này đều sẽ là cửa nhôm hệ kính ha. Với những dòng cửa nhôm hệ kính bây giờ thì cũng có rất là nhiều dòng trên thị trường khác nhau với nhiều mức giá để gia chủ có thể lựa chọn. Thông thường thì tôi vẫn sẽ khuyến khích quý vị lựa chọn cái dòng tiêu chuẩn trở lên. Tiêu chuẩn đó chính là nhôm Sinfa Việt Nam, còn hơn một chút xíu đó sẽ là dòng trung cấp là Sinfa nhập khẩu Quảng Đông Trung Quốc có tem đỏ hoặc cửa nhôm hệ PMA. Với nhôm Sinfa Việt Nam thì hiện tại chúng tôi cũng sẽ có báo giá trong bảng báo giá này. Cửa thì sẽ nằm trong một là phần hoàn thiện nha quý vị. Thì cửa nhôm Sinfa Việt Nam thiết kế đa dạng, phù hợp nhiều phong cách thiết kế, chống tràn, chống thấm nước, cách nhiệt, chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh, giữ được hình thức lâu dài. Chi phí là 2.100.000 cho đến 2.300.000 đồng cho 1m2. Và với những cái dòng cửa nhôm Sinfa Việt Nam bây giờ thì tôi nghĩ là cũng rất nhiều gia chủ đã lựa chọn, không chỉ là công trình nhà vườn đâu mà đặc biệt những công trình nhà phố nữa, nhà lô phố thì sử dụng cửa nhôm Sinfa rất nhiều nha quý vị. Nhờ vào hệ gioăng EPDM và cấu trúc thanh nhôm rỗng cho nên là nó rất là cứng chắc, cũng như là cái việc cách âm, em nghĩ đây là ưu điểm lớn. Bởi vì ví dụ ở ngoài trời đang mưa bão hoặc là ồn ào mà khi chúng ta trở về nhà chúng ta sẽ rất cần cái sự yên tĩnh cũng như là cái không gian riêng của gia đình, thì khi mà chúng ta đóng khít cái cửa nhôm Sinfa lại thì nó sẽ cách âm rất tốt luôn quý vị. Đây là một cái nhận xét gần như là của tất cả các gia chủ đã sử dụng cái hệ thống cửa như thế này.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến một chút xíu, đó chính là về cách ốp lát vật liệu của công trình ha. Công trình này thì không ốp lát quá nhiều quý vị, chỉ có phần bên dưới chân tường thì chúng ta sẽ ốp đá bóc. Vì sao lại ốp đá bóc ở vị trí này? Thứ nhất là nó sẽ tăng lên cái tính thẩm mỹ cho công trình, và thứ hai là nó sẽ bảo vệ phần tường sơn của chúng ta. Ở vị trí này thì ví dụ ngày trời mưa chắc chắn ít nhiều gì thì nó cũng sẽ đọng lại nước ở khu vực này, cho nên là nếu mà chúng ta không sử dụng, chúng ta sơn luôn ở bên dưới thì nó có thể bị bám bẩn đúng không nào, sẽ bị bong tróc phồng rợp, sau thời gian ta lại phải sơn phết lại. Còn khi mà chúng ta thiết kế như thế này thì cái phần gạch ốp đá hoặc đá bóc như thế này nó rất là khó để mà nó có thể bị bám rong rêu hoặc là nó sẽ bị hư hại, cho nên chúng ta cũng rất yên tâm trong quá trình sử dụng nhé. Và vì sao lúc nãy khi mà giới thiệu tôi lại giới thiệu công trình này có nét tân cổ lại có nét hiện đại, bây giờ tôi sẽ giải thích. Đầu tiên nét tân cổ điển có thể thấy đây, quý vị thấy là sảnh chính ha, sảnh phụ ha, đều có những kiến trúc vòm ở bên trên, hay những cái ô tổ chim nho nhỏ trên mái nè, rồi những cái đường chỉ được chạy khắp công trình luôn. Thì đây là những cái thiết kế thể hiện rất rõ phong cách tân cổ điển. Vậy thì phong cách hiện đại ở chỗ nào? Phong cách hiện đại ở chỗ là cách kết hợp màu sắc, quý vị thấy là đa dạng, có màu nghi, có màu trắng, rồi ốp lát vật liệu. Nói chung là nhìn nó không có thuần về tân cổ đâu, mà nhìn nó vẫn có cái nét phóng khoáng của tinh thần hiện đại. Cho nên là công trình này tôi nói có sự kết hợp là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình này nhé. Đầu tiên là một lục bản vẽ kiến trúc, thì tổng quan công trình của nhà anh Trường, hồ sơ sẽ có 45 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, tất tần tật chúng tôi sẽ thể hiện ở đây. Ngày hôm nay bên cạnh những bản vẽ chính, tôi sẽ đọc thêm về chi tiết vệ sinh của công trình. Tiếp theo tôi sẽ xem đến đó chính là mặt bằng định vị công trình ha. Đây là tổng quan công trình của nhà anh Trường, bên cạnh sẽ là không gian của nhà cũ nha quý vị. Đường giao thông thì sẽ bố trí ở đây, tức là từ mặt tiền đi ra phần đường ở đây là hơn 14m. Tiếp theo xét về hướng nhà, so sánh hoa tiêu chữ B sẽ thấy công trình hướng lên bên trên, hướng qua bên phải. Bên trên là hướng Bắc, bên phải là hướng Đông, công trình sẽ nằm hướng Đông Bắc. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, quý vị thấy là các hướng bát trạch phong thủy này, các hướng của công trình là Đông sinh khí phúc lộc vẹn toàn, Đông Nam thiên y thiên thời che chở, Bắc duyên niên một sự ổn định, Nam phục vị được sự giúp đỡ. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua hình ảnh thực tế của công trình ha. Thì đây là hình ảnh chúng tôi chụp lại được bằng flycam khi mà đến để khảo sát khu đất cũng như là ký kết hợp đồng. Thì đây sẽ là đất của công trình nhà anh Trường và vị trí này sau này chúng ta xây dựng. Và bởi vì công trình xây dựng Cà Mau, quý vị thấy là xung quanh ha là ao suối sông ngòi rất là nhiều đúng không nào, mạng lưới sông ngòi khá là chằng chịt. Vậy thì quý vị có dự đoán được đó chính là phần móng chúng tôi sẽ thi công thế nào không ạ? Một chút xíu thì chúng ta xem một hồ sơ kết cấu, chúng ta sẽ quan sát ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc đến mặt bằng của công trình. Thì nhìn vào đây quý vị thấy được đó chính là chiều dài của công trình là 15m, chiều rộng công trình sẽ là 10,5m và diện tích thiết kế công trình là 160m2. Về công năng chúng tôi bố trí như sau, có một phòng khách, một phòng bếp ăn, có tổng cộng là 3 phòng ngủ và 3 khu vực nhà vệ sinh. Lối tiếp cận sẽ có lối cửa chính đi vào phòng khách, rồi phòng bếp ăn đi ra cửa phụ ở đây và lối cửa hậu phía sau. Quý vị để ý là cửa hậu và cửa chính hoàn toàn nằm lệch với nhau, cho nên là không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát theo phong thủy nhé. Đây là việc thiết kế tôi nghĩ là rất là hợp lý cho công trình này. Ngoài ra nếu xét phong thủy, quý vị thấy kích thước của cửa nó cũng thể hiện được phong thủy luôn. Đó chính là theo quan niệm phong thủy thì cửa chính sẽ là cửa đón tài đón lộc, cho nên là chúng ta luôn nên thiết kế là cái ô cửa lớn nhất của công trình. Thì quý vị thấy ở đây cửa chính là đến 4 cánh, cửa phụ chỉ có 2 cánh và cửa hậu chỉ có 1 cánh thôi, rất hợp lý về mặt phong thủy. Còn bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị xem qua đó chính là về hình ảnh bóc mái của công trình này. Thì đây là hình vẽ bóc mái ha, thì quý vị quan sát sẽ thấy các khu vực nè. Đầu tiên là không gian phòng khách đi, thì gia chủ sẽ bố trí ở đây đó chính là một chiếc ghế sofa băng, rồi hai chiếc ghế sofa đơn sẽ đối diện với nhau. Ngay trung tâm sẽ là một chiếc bàn trà nè. Ở vị trí này sẽ là kệ tivi kết hợp với cái lam gỗ. Phần lam gỗ này là để phân chia giữa không gian phòng khách và phòng bếp ăn ở phía sau. Đây là kiểu thiết kế được rất là nhiều gia chủ ưa chuộng. Tiếp theo tôi sẽ nói đến đó chính là không gian bếp. Chúng tôi sẽ bố trí là kệ tủ bếp hình chữ L này quý vị, ôm lấy cái góc vuông này của căn phòng ha. Rồi bàn ăn thì chúng tôi sẽ đặt ngay trung tâm, xung quanh sẽ đặt 6 chiếc ghế ăn được bọc đệm, ở đây là bọc da. Tiếp theo ta sẽ đến những không gian phòng ngủ của công trình.
Đầu tiên cái điểm khác biệt rõ ràng là quý vị có thể thấy là phần gạch ốp lát. Nếu như ở bên dưới, ở những khu vực phòng khách, phòng bếp thì chúng tôi đều sẽ ốp đó chính là granite với cái tông màu ghi nhạt đúng không nào? Còn ở trong không gian phòng ngủ thì chúng tôi sẽ ốp gạch giả gỗ ha. Với gạch giả gỗ thì cái tông màu ấm cho nên là rất là hợp sử dụng những không gian riêng tư, ví dụ là phòng ngủ cần giấc ngủ ngon cũng như sự ấm cúng. Ở đây thì những chiếc giường chúng tôi sẽ đều đặt tựa vào tường nè. Và quý vị thấy là sẽ được bọc vải nỉ cho toàn bộ chiếc giường như thế này. Ở cạnh bên là vị trí của bàn học này ha, rồi những vị trí bàn trang điểm vân vân. Rồi ở đây sẽ có một kệ tivi nữa để mà giúp cho gia chủ có thể thư giãn ở trong căn phòng ngủ của mình. Vị trí này chúng tôi sẽ bố trí, đây sẽ là vị trí của tủ quần áo nha quý vị. Chúng tôi sẽ đặt ở những cái vị trí như thế này. Còn lại thì sẽ không gian nhà vệ sinh. Công trình này thì sẽ có hai phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Riêng phòng ngủ này tuy là không có nhà vệ sinh khép kín, tuy nhiên quý vị thấy là được đặt rất là gần vị trí nhà vệ sinh này, cho nên là cũng rất là tiện luôn. Việc bố trí như thế này là anh nghĩ là quá hợp lý về mặt công năng cho gia đình. Còn bây giờ tôi sẽ đọc tiếp đến mặt đứng công trình để xem là công trình cao bao nhiêu. Nhìn từ đây quý vị thấy có sụp không, định của mái sẽ là 8,5m, sàn cho đến sàn mái ở đây là 4,1m. Ngược lại có sụp không xuống lệ sơn là 750mm, chia cho 5 bậc thì mỗi bậc sẽ là 150mm. Với bước chân người Việt Nam của chúng ta thì một bậc thang tầm 150-180mm là vừa phải. Ở bên dưới chúng tôi sẽ có ký hiệu về vật liệu ốp lát công trình, ví dụ là mái lợp ngói, tường ốp gạch, sơn MH trắng, sơn MH3596T. Tiếp theo tôi xem đến mặt cắt của công trình này. Nhìn vào đây quý vị thấy được đó là những ô cửa cao 2m4 này ha. Với những cái cửa trong nhà đó quý vị thì chúng ta có gợi cho quý vị là bên cạnh cửa nhôm kính, quý vị cũng có thể tham khảo qua những cái dòng cửa composite. Thì ở đây chúng tôi sẽ có những cái dòng cửa composite thông phòng của Mark Home, mẫu mã màu sắc đa dạng, thân thiện môi trường, cách âm, cách nhiệt, chống cháy lan, chịu nước, chống công vên, mối mọt và ẩm mốc, chi phí là 7 triệu cho đến 8 triệu đồng một bộ như thế này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đó chính là chi tiết vệ sinh của công trình ha. Ở đây quý vị thấy mặt bằng vệ sinh nè, chúng tôi sẽ bố trí lavabo bên ngoài, rồi bên trong là toilet và ở đây là khu vực tắm đứng sẽ có một cái vách kính ngăn. Rồi phía bên này mặt bằng lát sàn, sàn nhà vệ sinh chúng tôi ký hiệu số 1 là lát gạch ceramic chống trơn có màu ghi sáng, kích thước 300x300. Chắc chắn là những khu vực nhà vệ sinh chúng ta phải luôn luôn quan tâm đến vấn đề chống trơn và chống ẩm ha. Đây là cái yêu cầu rất là cơ bản rồi. Còn phía bên dưới này mặt bàn trần và đèn chúng tôi ký hiệu số 4 là trần bê tông cốt thép được bả lăng sơn hai nước màu trắng và thường là trần chống ẩm nha quý vị. Vị trí này là mặt cắt thì quý vị thấy là cái phần tường á, chúng tôi sẽ ốp lát gạch cao đến tít bên trên kịch trần luôn ha. Và tường ốp gạch ceramic mạch màu cà phê nhạt, mạch ốp trùng mạch lát. Còn chữ NW là gì ạ? Đây chính là nền nhà vệ sinh nha quý vị. Nền nhà vệ sinh thì cũng có rất là nhiều lớp bên dưới, đất tự nhiên, các đen tông nền, bê tông gạch vỡ, lót vữa xi măng và gạch ceramic chống trơn. Bây giờ đọc đến hồ sơ kết cấu công trình thì để xem là công trình này xử lý loại móng gì. Thì nhìn vào đây quý vị thấy rõ luôn công trình xử lý là móng cọc đúng không nào? Như tôi đã nói khi mà chúng ta quan sát về hình ảnh thực tế công trình, đó chính là công trình xây dựng ở Cà Mau, là một cái nơi quý vị biết là mạng lưới sông ngòi rất là nhiều. Và chính bản thân công trình này khi mà quý vị nhìn xung quanh là chúng ta cũng đã thấy ao rồi, ta thấy những cái ao, ta thấy con sông rồi. Thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng móng cọc để đảm bảo cái độ chắc chắn hơn cho công trình cũng như đảm bảo an toàn cho gia chủ trong quá trình sử dụng. Móng cọc sẽ chia làm hai loại là móng cọc đài thấp và móng cọc đài cao. Ở trên hồ sơ bản vẽ quý vị thấy chúng tôi sẽ sử dụng tổng cộng là 32 tim cọc. Cuối cùng xem hồ sơ điện nước của công trình ngày hôm nay thì tôi sẽ xem qua đó chính là về mặt bằng bố trí camera của công trình. Thật sự thì bây giờ vì sao anh hay giới thiệu mặt bằng này, anh nghĩ là cũng rất là nhiều gia chủ cần ha, đảm bảo an ninh hơn cho ngôi nhà. Quý vị thấy camera chúng tôi sẽ đặt ở ngoài nhà cũng có, rồi ở phía bên trong nhà cũng có luôn ha. Có những cái chữ data này, đó chính là những cái dòng cáp tín hiệu camera kèm dây nguồn chống gen D16 sẽ chạy dọc khắp công trình. Còn bộ điều khiển trung tâm, đầu ghi hình camera và màn hình quan sát, ổ cứng dữ liệu 1T, tất tần tật chúng tôi sẽ bố trí trong không gian của phòng khách.
Vậy Nhật An vừa giới thiệu quý vị đó chính là mẫu nhà của anh Trường Cà Mau, một mẫu nhà vườn mái Thái, tin chắc rằng sẽ được nhiều quý vị quan tâm. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay Mắc Home ở số hotline 0964458888, 0828133333, 0924099999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.